À, quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì anh em dân bản đã tập trung vào để chuyển toàn bộ phần lán ở trên cầu vòng Cú Vai xuống cổng làng các bạn ạ. Đã đến giờ phút này thì anh em đã làm xong hoàn chỉnh phần lán. Trông rất khang trang các bạn. Rất là khang trang. Nơi ăn chốn nghỉ để chuẩn bị triển khai thi công cổng làng. Không có. Không có. Có không? Có tỏi lỗ bột ở trên. Ở đây. Đây. Bất có. Cái bao tẩy đĩa đây. Đây này. Và đây là phần bếp nấu ăn. À, hôm nay sau khi làm xong lán thì anh em vừa là khánh thành phần cầu, coi là hoàn thành được 95% rồi các bạn ạ. Chỉ còn 5% nữa là hôm nào coi là lên gắn biển trọng tải này và tháo dỡ cốt pha nữa là xong. Cho nên là hôm nay anh em tổ chức vừa là liên hoan hoàn thành cây cầu, cũng như là liên hoan chuyển và hoàn thành phần lán trại cho anh em của kênh. Hôm nay anh em có mổ lợn con các bạn ạ. Đấy, để gọi là liên hoan. Đấy. Cho liên hoan cho anh em để anh em phấn khởi, có thêm cái động lực để cho bà con anh em gọi tiếp tục thi công một số công trình nữa. Đây là cái bãi tập kết vật liệu các bạn ạ. À, hiện nay là lán nó dựng ngay ở bãi tập kết vật liệu luôn. Cách vị trí xây cổng khoảng độ 15-20 mét các bạn ạ, để cho nó tiện công việc xây dựng. Vật liệu để ngay gần lán luôn. Cát và đá đã sẵn sàng. Đấy, con lợn nhỏ mà được nhiều món chưa? Công nhận. Món là món nướng à? Ôi, ngon thế, 12 cân à? Ừ, công nhận, ngon. Làm đủ lươi chưa đấy? Chưa, đợi ấy về đã. Đây, các bạn ạ. Con lợn 12 cân mà được rất là nhiều món. Hôm nay từ đầu giờ thì nói chung là cũng có một vài lần liên hoan nhẹ rồi, nhưng hôm nay thì rất là phấn khởi, coi là cầu đã hoàn thành được 95% và chuẩn bị bước vào xây cổng. Thế cho nên là anh em cũng rất là hăng hái và cũng rất là phấn khởi. Thế còn phần máy xúc thì hiện nay cũng đang triển khai sửa đường và cũng như là đắp đường hai đầu cầu các bạn. Đến ngày hôm nay thì phần đường đầu cầu mũ 1 đã đắp xong. Anh em cũng đã sắp hoàn thiện được tất cả các món ăn rồi các bạn ạ. Chỉ đợi một hai anh em rửa chân tay về tí xuống đông đủ là bắt đầu họp thôi. Có được ngày hôm nay cũng xin chân thành cảm ơn gia đình dòng họ Phạm và cảm ơn anh Quyền đã giúp đỡ bà con dân bản Cú Vai có nguồn vốn để xây được cây cầu. Bà con rất là phấn khởi và cũng cảm ơn dòng họ Nguyễn tiếp tục đầu tư cho bà con Cú Vai con đường bê tông. Và cũng xin tỏ lòng cảm ơn tới dòng họ Phạm đã đầu tư cho bà con Cú Vai một chiếc cổng. Và về phía cổng thì ngày mai là bắt đầu anh em sẽ tiến hành làm sắt. Hình thức cổng là sẽ làm lồng sắt đường kính rộng 3 phân. Và bên xung quanh là xây gạch. Còn ở phần đế móng thì đào rộng 1 mét và sâu có là khoảng độ 1 mét đến 1 mét rưỡi quý vị ạ.
và có chân đạp để chống bị rung đổ. Đấy thì về phía kênh thì cũng xin nói sơ bộ toàn bộ số công việc như thế để cho toàn thể quý vị và các bạn cũng nắm bắt được và theo dõi phim cũng như là ủng hộ kênh cũng như ủng hộ bà con trong suốt quá trình triển khai thi công công việc tiếp theo. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là A Vàng. Vâng, xin chào quý khán giả. Và đây là... Xin chào quý khán giả, mình là A Trống ạ. Và... Xin chào quý vị các đã. Và đây là A Câu. A Câu. Vâng, chào nhé. Và đây là Ali. Vâng, xin chào. Và tiếp theo đây là A Nhà. A Nhà. Xin chào nhé. Đây là tiếp theo là A Lầu. Và A Pháo. Xin chào nhé. Pháo Béo. Pháo Linh. Pháo Linh. Và A Sánh. Xin chào nhé. A Sánh xin chào nhé. Và đây là những bộ mặt thân quen. Đấy. Xin chào. Xin chào. Đây là các bạn quý vị mến là rất là quen rồi. Tôi tên là A Chiêm. Và đây là một người đây là rất là gần quen. A Lử. A Lử. Xin chào. Xin chào. Thay mặt cho bà con nhân dân bản Khu Vai thì không biết nói gì hơn thì xin cảm ơn hai dòng họ, dòng họ Phạm và dòng họ Nguyễn tại Hưng Yên đã hỗ trợ đầu tư cho bản Khu Vai một cây cầu và 1 km đường bê tông cũng như là một cái cổng. Thì hiện nay thì cây cầu đã cơ bản hoàn thiện, đã hoàn thành rồi. Còn hôm nay là đã di chuyển lãm về tại cổng làng Khu Vai để chuẩn bị từ ngày mai là bắt đầu khởi công để làm đường và xây cổng tại bản Khu Vai. Thì trong thời gian tới thì bà con nhân dân trong bản Khu Vai cũng sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành hai công trình này sớm, cũng như là cây cầu đã vừa hoàn thành vừa rồi. Thì cũng không biết nói gì hơn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn hai dòng họ Phạm và dòng họ Nguyễn đã quan tâm và tạo điều kiện cho bà con nhân dân bản Khu Vai. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn. Đây vỗ tay nó lại sáng lên nhờ. Thôi bây giờ đã đông đủ rồi và cũng có ý kiến rồi. Thôi bây giờ mời tất cả anh em ta cùng chung vui đi nào. Xin mời hô dô phát nhá. Rồi. 1 2 3 dô. 1 2 3 dô. 1 2 3 uống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem anh em dân bản đào móng cổng và anh em trong kênh hàn lồng sắt của cổng các bạn nhá. Xin mời quý vị cùng xem. Xin chào hai anh thợ. Chào quý vị khán giả nhá. Quý vị và các bạn thân mến, cổng làng được thiết kế theo dự định ban đầu. Sáng nay là anh em đã tập trung cắm cọc để cho bà con và mọi người đào đó các bạn ạ. Hiện nay thì một số bà con đi chở sắt thép về cho đội thợ làm, còn lại một số anh em thì coi như là đào cổng. Đào thẳng đứng xuống nhá. Nào như bên kia. Hình thức cổng thì mình cho đào hai trụ cổng sâu khoảng độ 1.5 đến 1.5 các bạn ạ.
và hai bên cột cổng chính thì có làm hai cái xà để chống lật, rộng là 40 phân và chiều dài từ tim cột cổng mà đến cuối cái xà chống lật là 2,5 mét các bạn ạ. Có một mình à lâu mà bao nhiêu đàn bà quây quanh. Sướng thật nha. Sướng quá. Gọi là phụ nữ mà. Đấy, một mình à lâu mà bao nhiêu phụ nữ vào quanh. Sướng thật đấy. Tí cho số điện cho chú. Ừ. A câu nó chuyển, A câu nó làm gì thì cứ cho tổ làm gì. Đúng không ấy. Đấy, nhìn nó khơ cháo khinh khinh hết rồi nhá. Bây giờ đào có trồng vòng tròn rồi đó nhá, cái hai đầu được rồi nhá, hai bên này được rồi nhá cháu nhá. Lại xe rồi đi đi. Đây, bây giờ là anh em bên kênh là bắt đầu triển khai cắt sắt để làm lồng cột cổng các bạn ạ. Và đây là phần lồng cột cổng, anh em đã hàn được một cái lồng cột cổng chính các bạn ạ. Đường kính sắt phía lõi là 30 cm và A20 các bạn ạ. Hình thức xây cổng thì là mình cho đổ bê tông, phần đế, sau đó tiến hành đổ tông xong phần đế thì sau đó tiến hành coi như là xây bao gạch bốn quanh cái lồng sắt này và để hở 3 phân, cách sắt 3 phân, sau đó nó đổ bê tông, xây đâu là mình sẽ được nhiều mình sẽ đổ bê tông cái phần cột bên trong các bạn. Trong quá trình xây là mình sẽ định vị cái phần sắt này. Và bây giờ anh em đang chôn cái bản vam các bạn. May quá chỗ này có bố tre mát nha. Mát đâu.
Đánh dấu xem cái chỗ này nó ở mắt mắt nào, xong là cũng cưa xuống xong đéo bằng vàng. Kéo về đúng bên lưng đá cũng được. Thế nào, đào hố xong chưa? Xong cái móng chưa? Được rồi, nhìn thấy đá xít rồi. Đấy. Chắc xít được này. Ừ. Đấy, đúng rồi. Đấy, sân 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 đi, cho nó rộng rãi, cho nó thoải mái đi. Bên này chưa thua đúng không? Bên này chưa đo. Ừ. Sắp sửa xong móng rồi các bạn ạ. Sắp sửa xong móng cổng rồi. À, tí nữa đi đẩy máy về là chiều nay đổ bê tông cột à, nhưng mà chưa xong sắt. Xong sắt thì mới đổ được. Ngày mai. Ừ. Ngày mai nay hàn xong khung sắt thì ngày mai là đổ bê tông được đấy. Mày cho tổ 4 làm luôn. Ừ. Tổ nào cũng được. Đấy, cái chân trống này được rồi nhá. Lấy bằng đi là được đấy. Chân tì là được đấy. Làm hai cái chân đạp này thì tha hồ luôn. Cái này là nó giữ được. Đấy. Gió nó thổi về bên này thì có chân, hai chân bên này. Gió thổi về bên kia thì có hai chân bên kia. Đất ngon nha, đất này đào sướng nha, a hồ, a hồ gọt vuông thành sắc cạnh luôn. Không dưới ống không? Có, ô có một cái thùng nước to, thoải mái đi. Có một cái ống to to. Không, mình lọc nhưng mà mình đựng vào thùng rồi. Lọc nhưng mà đựng vào thùng rồi. Đào riêng cái ô to to ấy là sâu nhá. Khoảng 1m23. Mét 3 trở lên. Mét 3 đến mét rưỡi. Đào sâu cho nó không đổ được. Xác định là làm kiên cố luôn đấy. Cái này nó nguy hiểm. Cái này không làm chắc là nguy hiểm. Cứ chịu khó đào sâu xuống một tí. Gió mà. Chứ xây nổi lên trên mặt đất nguy hiểm lắm. Xây nổi mặt đất không cẩn thận là dính đòn luôn. Sao nào bà, tao đi. Đúng rồi đấy, làm bằng bằng đi như vàng ấy. Thật bằng vào. À, tại vị trí anh em đang đào đây là mình làm cái chòi để gọi là cho bà con nghỉ ngơi, nghỉ chân lúc nắng các bạn. Cái chòi nhỏ nhỏ để bà con nghỉ lúc nắng.
Thơm cho ở cạnh gốc tre. Gốc tre bao giờ nó khô thì đốt. Đốt từ đốt lâu mà. Đấy, cho làm một xe nữa. Thông thông sang bên kia nhá. Thông sang bên kia còn lại cái bên này này còn là ở sáu cạnh này là cho nó bằng bằng rồi nhá. Bằng bằng để xây gạch bằng vào đấy. Đây là những cái đai tròn đúng không ạ? Lấy hai cái này, hai cái vào leo cổ, leo cổ. Cho chú chảo cái cổ của chú làm mẹ. Ô, nặng lắm. Cái này đi tặng người yêu này. Đấy, được. Ông này được cũng vàng vàng. Quét đâu hàn xong là làm thật đẹp vào. Xong bắt đầu với sơn vàng vào. Ui, vòng vàng đấy. Ông, vòng vàng đấy, vòng cao ông đều cái vòng vàng đẹp, vui nhỉ, vòng vàng đẹp quá, ông đeo to này chẳng ai tin đâu, to quá, leo vào bé thì không có người tin đâu, to quá không ai tin đâu. Đếm xem là bao nhiêu vòng để thân cái này nó cắt cho đủ nhé. Cái này là cái này vòng to là đủ rồi. Vòng to đủ chưa? Còn cái vòng nhỏ đấy. Vòng nhỏ là 40.
Sắp xong phần móng rồi các bạn. Alo, qua về kịp báo ấy không? Kịp báo tổ à? Có. Ừ. Rồi cái cùng một dãy đường báo đơn giản mà đúng không? Các cháu này nữa ở xa thì có điện. Điện, điện thoại. Bây giờ tiện rồi. Tiện rồi. Không như ngày trước. Như ngày trước thì mới khổ, phải đi báo bằng mồm. Ngày trước thì như cháu ở dưới kia nên cháu cũng phải đi gọi hết. Đấy. Chứ nhiên lại phải đi gọi hết. Ừ. Được may cái này nó không có đá to nhỉ. Đất này đá xít này đào sướng. Cái này xong là sửa lại xong rồi bắt đầu ta li là lấy máy gọt thật đẹp đi. Như. Gọt thật đẹp đi, đẹp lắm đấy. Cái đá xít nó không lở đâu. Riêng cái này là không thể làm vớ vẩn được. Này không xong được đấy. Ừ. Làm kiểu này thì cứ thế làm thôi. Bây giờ lốp xe rùa này căng hơi hết rồi, đẩy nhẹ rồi, thay xăm rồi, bơm hơi rồi. À, quý vị và các bạn thân mến, đến giờ phút này thì anh em bản Cú Vai đã đào xong phần móng cổng. Ngày mai là tiến hành đổ bê tông phần móng cổng các bạn ạ. Bây giờ cũng khá muộn rồi, mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập video ngày mai.